Bắt đầu vào bài lát chắc 4 nhịp kết hợp squat 2 nhịp. Đầu tiên chúng ta hãy tập bài lát chắc 4 cái, sau đó giữ tư thế này, squat xuống, nhúng nhúng 2 nhịp. Một cắn rồi, chúng ta sẽ lặp lại 10 cái như vậy. Các bạn hãy giữ đều hô hấp, giữ đều nhịp thở. Lưu ý là khi tập bài squat xuống thì các bạn hãy giữ lưng thẳng, không tập lưng về phía trước nha. Và nhúng xuống cho cái phần mông nó xuống sâu một xíu thì khi đó nó mới tác động vào phần mông của các bạn. Rồi, còn ở cái động tác mà nhảy lát chắc lên xuống đáp bằng mũi chân. Cả động tác này hãy giữ đều nhịp thở của các bạn, lên xuống, giữ đều nhịp thở. Lùi lùi lại xíu. Rồi ok, tiếp. 6 rồi. Xuống, đúng rồi. Đúng rồi. Giữ đều nhịp thở để tập bài tập này nha. Tám. Số. Chín. Mười. Ok, chúc các bạn tốt.